Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một máy khoan 3 chức năng chuyên khoan bê tông của Makita Nhật Bản. Con này có model là DHG202. 202 là khoan bê tông được mỗi 20 nha các bạn. Sử dụng điện áp 18V, có chổi thang. Đây, cục pin ở đây. Bên này là 590W. Con này mình mua sử dụng đã lâu rồi, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn. Con này để chuyên hút lõi cho anh em điện lạnh cũng rất ok. Ba chức năng này, búa ở đây là để xay mũi để mình chuyển chế độ búa ngay chiều. Còn đây là vừa khoan vừa búa, còn dưới đây là chế độ khoan. Con máy này trọng lượng là 3,5 kg nha các bạn. Chức năng đảo chiều. Sản phẩm Makita chính hãng thì làm rất là chắc chắn. Bây giờ đấy mình test mũi khoan 10 cho các bạn xem. Mình xếp khoan vô một cái cục bê tông. Con này là của người ta đổ xây nhà 3 tầng, người ta test. Rất là ngọt nha các bạn. Quá wow, ok. Con này không thua con máy khoan bóp 228 thôi. Mỗi ngày mờ mà đi rất ngọt. Một cục pin này 5A này có thể khoan mũi bờ mờ trên 150 mũi. Mũi khoan lúc mũi nha các bạn. Mình xài con này khá dục với. Rất là mạnh và đầm tay. Làm việc trên cao cũng thoải mái. Thăng thêm mũi cho các bạn xem. Thử chế độ búa cho các bạn xem. Đây là chế độ khoan không búa. Các bạn sắm một con này để
làm ở vị trí trên cao nóc nhà hay là những công trình chưa có điện thì rất là tiện, sử dụng thoải mái. Bây giờ mình sẽ test một con phan Makita pin và một con phan bóp điện 220. Đây, con này con điện 220, con này con pin 18V. Bây giờ con 18V mình sẽ cho nó phan mũi 12, còn con bóp mình sẽ cho nó khoan mũi 10, tại vì mình không có hai mũi 10 hoặc là hai mũi 12, chỉ có một trong hai mũi thôi. Đó. Con bên thì khoan mũi 12, còn con bóp điện thì khoan mũi 10. Bây giờ mình sẽ khoan thử hai máy nha các bạn. Đây. Con pin Makita 18V đã khoan mũi 12 trước các bạn. Không phải là máy pin là yếu, rất là mạnh nha các bác.